chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập 83 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 1003 Tom Raider không có hứng thú sao cô gái áo đen thấy cô vẻ mặt ngạc nhiên liền hỏi không có hứng thú thổ đèn đổ đấu là chuyện tổn hại âm đức tôi không có làm đâu. Dương Tử Mi thản nhiên trả lời. Cô, cao thượng quá vậy, sao đêm nay lại lần tới đây? Nơi này là cổ mộ, không phải là khách sạn đâu. Cô gái áo đen vẻ khinh thường nói. Đúng là có một số người làm kỹ nữ còn lập đền thờ trinh tiết. Thật là đáng khinh bỉ. Dương Tử Mi bối rối. Chỉ là tôi tò mò cái tượng sống như thế nào thôi, Vừa rồi cô có chìa khóa mở cơ quan cũng không phải là ngẫu nhiên sao? Nói không chừng cổ mộ này đã phát hiện chính là do cô trước kia từng đến đây để lại sơ hở rồi. <laughs> cô gái áo đen hư lạnh một tiếng. Chỉ là trùng hợp thôi. Dương Tử mi không có giải thích nhiều, lặng lẽ liếc nhìn cô ta rồi mới tiếp tục xem xét những vị trí khác trên bức quả tường. Rốt cuộc tượng sống đang ở đâu chứ? Cô gái áo đen đứng sau lưng của cô cất tiếng hỏi. Cô đã gặp được chưa? Chưa. Tôi từng tìm đến hơn 100 ngôi mộ lớn nhỏ, chưa có bao giờ thấy được tượng sống. Nghe nói khi mà được chế tạo chúng, người ta không có dùng chất gì cả, nhưng trong chúng rất là sống động. Tôi rất tò mò liệu đó có phải là lời nói dối của giới khảo cổ để hấp dẫn sự chú ý của người ta không? Chính mắt thấy thì mới là thật Cô thấy cô ta nói hơi nhiều, liền ngước lên nhìn cô ta nói. Cô có thể tìm ra những nơi khác trong tấm bản đồ này không? Hay có thể nào tìm được đường ra không? Cô gái áo đen im lặng. Căn hầm này ngoài bức chân dung và bức bản đồ ra, không còn thứ nào khác nữa, cũng không có cái cửa tò dò nào. Họ thật sự đang ở trong một tầng hầm kín mít. Cô gái áo đen lấy ra một viên dạ Minh Châu để chiếu sáng đồng thời rút cây búa nhỏ của cô ra đập vỡ cái bức chân dung long trục thiên nhưng mà dương tử mi đã ngăn cản lại không được phá hủy bức chân dung đó đúng là tôi đâu có phá nó tôi chỉ gõ thử xem có cái cổng cơ quan nào thôi mặc dù đi trộm mộ nhưng là người rất có phẩm hạnh nghề nghiệp chứ cô gái áo đen đáp tóm lại cô không có được gõ vào bức chân dung này dương tử mi cố chấp không gõ thì không gõ nhưng mà cô có cảm thấy kỳ lạ không người đàn ông này á trong khí phái hào hùng tại sao đeo trên người một cái chiếc gương của phụ nữ thế kia lẽ nào soi xem mình có đẹp trai không hả cô gái áo đen chỉ vào chiếc gương nói nhìn này hoa văn trên chiếc gương rất giống hoa văn của thời thần xem ra cô gái áo đen này cũng am hiểu về đồ cổ chỉ cần nhìn hoa văn trên chiếc gương có thể đoán được tên triều đại chẳng lẽ chính là chiếc gương chiếc cốt trong truyền thuyết của du tần cô gái áo đen đột nhiên kinh ngạc kêu lên đưa viên dạ minh châu lại gần cái bước chân dung cẩn thận xem xét càng nhìn càng thấy giống sau đó cô ta quay lại nói với dương tử mi cô có nghe nói đến chiếc gương chiếu cốt của vua tần bao giờ chưa có đã từng nghe qua dương tử mi cảm thấy bội phục con mắt quan sát của nhà đầu này lại còn có thể nhắc đến chiếc gương chiếu cốt của vua tần tôi vẫn luôn đi tìm chiếc gương này nếu lúc này tìm thấy nó chết cũng không có hối tiếc cô gái áo đen cảm thán nói tôi thật sự là tò mò cách đây hơn một nghìn năm trước khoa học kỹ thuật chưa có phát triển rốt cuộc người ta làm thế nào để tạo ra một thứ giống hệt như máy ít quang một cái gương có thể soi thấu được xương cốt còn nữa nghe nói mặt sau kia của chiếc gương có thể soi được hồn phách của con người. Quả đúng là thần kỳ, nói không chừng chỉ là hư cấu được mọi người truyền miệng thôi. Có thể chiếu được hồn phách cũng không phải là không có. Đừng có xem thường con người của nghìn năm trước, họ rất là thông minh, chúng ta chưa chắc đã có thể giới tới. Chương 1004 Khám phá ngôi mộ cổ Xem cô nói kìa, cứ như là cô được nhìn thấy cái gương rồi vậy tôi không có tin trên thế gian này có gương hồn phách tôi là người vô thần không tin con người chết đi còn hồn ma ở lại cô gái áo đen khinh thường nói dương tử mi cười cô không biết bàn luận với một người vô thần về sự tồn tại của một linh hồn trên thế giới này có ý nghĩa gì mỗi người đều có tín ngưỡng riêng cô không có thể đem tư tưởng của mình áp đặt lên người khác nhưng cô muốn xem linh hồn cô gái áo đen này. Cô đã mở thiên nhãn nhưng mà vẫn không thấy được lai lịch cô ta. Cô lấy trong vòng tay trữ vật ra một chiếc gương có thể chiếu được hồn phách. Cô gái áo đen ngẩn người nhìn cô như đang xem diễn ảo thuật. Trong tay bỗng nhiên có một chiếc gương so với trên bức chân dung không khác nhau là mấy. Gương trong tay của cô không phải là gương chiếu cốt của vua tần hoặc là chiếc gương trong bức chân dung kia sao? Cô gái áo đen nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi không có trả lời, cầm chiếc gương hướng vào cô gái. Cô gái áo đen né người, hai tay che mặt kêu lên. Cô muốn làm cái gì? Không có được chiếu vào tôi. Còn tưởng cô là người không sợ trời, không sợ đất chứ. Thì ra cái gương thôi cũng sợ, đúng là nực cười. Dương Tử Mi khích tướng. Tôi không có thích soi gương thì sao? Còn không biết cái gương của cô có phải là gương chiếu cốt không? có thể làm cho tôi bị bức xạ ít quang rồi sinh bệnh không? Còn mau không cất nó đi. Cô gái áo đen đó cãi, Dương Tử Mi đành cất cái chiếc gương đi, nhưng mà trong lòng vẫn muốn tìm cơ hội chiếu hồn phách cô ta, xem cô ta là người thế nào. Chiếc gương trên tay của cô biến mất, cô gái áo đen nhìn Dương Tử Mi từ đầu đến chân, không có phát hiện ra trên người cô có chỗ nào để mà giấu đồ. Cô biết ảo thuật sao? Cô giấu gương ở đâu rồi? đây là bí mật của ảo thuật gia tất nhiên không có thể nói cho cô biết được dương tử mi trả lời một cách thần bí cô không ngốc đến nỗi tiết lộ nhận trữ vật của mình cho người khác không nói thì không nói kêu kiệt cô gái áo đen hư lạnh một tiếng như trút giận giơ chân đá vào bức chân dung một cái động tác vô cùng thô bạo nhìn dương tử mi khiêu khích dương tử mi đang định quở trách cô ta thì nhìn thấy bức chân dung kia đột nhiên nứt ra thành hai tấm rồi dần dần mở ra. Tôi nói mà, lại bị tôi đánh trúng cơ quan rồi. Cô gái áo đen đắc ý kêu lên, quay ra nhìn bên trong khe hở. Dương Tử Mi cũng lại gần xem. Họ thấy bên trong có một cái bàn đá, ở đó có một người nam và một người nữ đang chơi cờ. Người đàn ông thân mặc áo giáp, còn người phụ nữ mặc áo lụa mỏng, tóc dài, mặt hơi cúi không có thể nhìn rõ mặt mũi ra sao. Tưởng sống sao? Cô gái áo đen thì thầm, một phát nhảy vào bên trong. Dương Tử Mi cũng nhảy vào. Tôi đoán người đàn ông kia chính là người trong bức chân dung. Còn người nữ này... Cô gái áo đen dán mái tóc dài, che hết mặt của người nữ lên, hít sâu một hơi. Tại sao lại giống cô vậy? Dương Tử Mi cũng nhìn thấy. Người phụ nữ này thật sự rất giống mình nhưng là giống cô của mấy năm nữa. Không phải tượng sống mà là tượng sáp, làm cho tôi mừng hụt rồi. Cô gái áo đen đưa tay lên sờ soạn, vẻ thất vọng nói. Dương Tử Mi cũng xem xét kỹ, đúng là hai bức tượng sáp. Chương 1005 Khám phá ngôi mộ cổ Tượng sáp nam này rất giống Long Trục Thiên, cô không cảm thấy ngạc nhiên bởi vì chính là bức chân dung kia. Nhưng mà cô nghĩ mãi không hiểu tại sao mình cũng xuất hiện ở đây. Hơn nữa lại là bản thân của vài năm sau. Tượng sáp này cũng có dấu chu sa giữa trán giống cô. Nếu nói đây không phải là cô thì tôi tuyệt đối không tin. Cô gái áo đen chỉ cái chấm đỏ trên trán của tượng sáp nói. Dương Tử My cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cô vừa nói cô là chủ nhân của ngôi mộ này. Xem ra thật không sai rồi. Thành thật nói cho tôi nghe có phải trước đây cô đã đến đây rồi làm hai cái ngôi tượng sáp này giả thần giả quỷ có đúng không? Cô gái áo đen ngước con mắt màu nâu nhìn cô gặn hỏi. Lần đầu tiên đến không giải thích nhiều. Dương Tử Mi sờ tay vào cái tượng sáp Long Trục Thiên, phát hiện đằng sau gái có một khối sáp hình thẻ bài gỗ đào. Tượng sáp nữ cũng vậy, trên cổ tay cũng mô phỏng một chuỗi dòng đá màu lam. Ngay cả trên ngón tay cũng có một chiếc nhẫn màu đen. Trừ quần áo và mái tóc màu đen là không giống, còn tất cả những cái thứ khác đều giống từng chi tiết, cứ như được tạc theo dáng người vậy. Quái lạ! Dương Tử Mi hoang mang đến nỗi thở không ra hơi. Cô gái áo đen đưa tay kéo lấy y phục của tượng sáp nữ. Bộ y phục nhìn vẫn còn mới tinh, nhưng bị cô ta kéo như vậy, quá thành trò rơi xuống đất, lộ ra một tượng sáp khỏa thân. Wow! thân hình tuyệt đẹp. Cô gái áo đen, dù duyên, đưa tay sờ cái bộ ngực của tượng sáp. Dương Tử Mi tất nhiên muốn đá bay cô ta đi. Mặc dù chỉ là bức tượng sáp, nhưng mà cô vẫn có cảm giác kỳ lạ, ghê tởm. Bộ y phục vừa chạm vào đã bị biến thành tro. Rõ ràng nó đã tồn tại biết bao nhiêu năm rồi, bằng không sẽ không có như vậy. Cả hai, mặc dù đều sinh ra là người, nhưng mà lại sống cách nhau hàng nghìn năm. Cô gái áo đen nghĩ đến điều này. Cô ta nhìn Dương Tử Mi lại nhìn cái tượng sáp, bắt đầu suy tư. Dương Tử Mi rời ánh mắt khỏi cái tượng sáp, cô nhìn quanh bốn phía. Trên vách tường bên kia có treo hai thanh kiếm, có vẻ như là can tương và mạc tà. Nhưng mà can tương mạc tà đang ở trong tay trữ vật của cô. Cô đi đến gỡ thanh kiếm trên tường xuống xem. Thì ra, đồ giả, chỉ có hình dáng là giống mạc tà không có mũi nhọn và linh khí như mặt tà. Hai bảo kiếm can tương và mặt tà trong truyền thuyết sao? Cô gái áo đen cũng là một người am hiểu đồ cổ, cẩn thận gỡ bảo kiếm xuống rồi thất vọng nói. Thì ra là đồ giả, làm cho tôi mừng hụt rồi, còn tưởng lấy được tuyệt thế thần kiếm chứ. Nhìn bốn xung quanh, cô vẫn không có phát hiện ra thứ gì khác. Cô treo mặt tà về chỗ cũ, rồi mới nhìn Liên Y hy vọng linh thú sẽ cho mình một lời giải thích liên nghi lắc đầu tỏ vẻ cũng không hiểu cô gái áo đen từ bỏ sự tò mò về căn phòng cô ta mạnh dạn đưa tay kéo một cánh cửa đá rồi hét lên ta biết mà thì ra là phòng ngủ dương tử mi đi vào nhìn quanh đồ đạc bài trí trong phòng ngủ lại có vài vết máu động cách bài trí của căn phòng giống với phòng ngủ của cô một bàn trang điểm một chiếc sạp mềm, một chiếc ghế, một chiếc giường, tất cả đều giống nhau. Bên cạnh còn treo hai cái bộ đồ ngủ, một bộ màu đen của Long Trục Thiên, còn bộ màu trắng là của chính cô. Quả thật, chính là cái bản sao phòng ngủ của mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chính cô và Long Trục Thiên rốt cuộc phải lý giải thế nào về cái điều kỳ lạ không có thể tưởng tượng này? Chương 1006 Khám phá ngôi mộ cổ cái giường này có vẻ không tồi, tôi muốn nằm một chút. Cô gái áo đen vừa nói thầm, vừa định đi đến ngồi xuống. Bỗng nhiên cả người như là con chim nhỏ đã bị diều hâu quắp sang một bên. Người đó chính là Dương Tử My. Cô muốn làm cái gì? Cô ta trừng mắt với Dương Tử My. Cô có biết tay của cô mạnh lắm không? Tay của tôi sắp gãy thành mấy khúc rồi đây này. Dương Tử My lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta bất cứ vật gì trong phòng này cô đều không có được động vào không phải là phòng của cô cô lo làm cái quái gì cô ta gắt lên tóm lại cô không có được động vào không thì đừng có trách tôi không khách khí dương tử mi lạnh lùng đáp cô ta sợ hãi không có đụng chạm lung tung nữa nhưng mà trong thâm tâm vẫn thắc mắc rốt cuộc thân phận của dương tử mi là gì chẳng lẽ cô chính là chủ nhân của ngôi mộ cổ này sao linh hồn quá thân bằng không tưởng sáp bên ngoài kia sẽ không có giống cô đến thế nhưng cô ta không tin vào tà hơn nữa càng không tin trên thế gian này lại có hồn ma dương tử mi thấy trên bàn trang điểm có một chỗ lõm xuống cũng vừa bằng tình dáng của thẻ bài gỗ đào cô mới liền rút trong vòng tay trữ vật ra thẻ bài gỗ đào đặt lên đó nhưng mà lần này không có phản ứng gì theo lý mà nói chỗ này có thể là nơi chỗ mở cơ quan lẽ nào không phải như vậy? Tôi nghĩ nên dùng thẻ bài trên cổ của cô đi. Cô gái áo đen đứng một bên lên tiếng. Dương tự mì bất giác, gỡ thẻ bài trên cổ xuống đặt lên cái chỗ lõm. Quả nhiên, thẻ bài gỗ đào đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Sau đó cả căn phòng yên lặng đột nhiên chuyển động. Trần nhà bỗng chuyển biến thành cái bầu trời đêm đầy sao, ánh sao lấp lánh tỏa ra vô số hào quang khiến cho căn phòng như ảo như mộng có vài phần không chân thật cô gái áo đen trừng mắt há miệng mà nhìn trong lòng của dương tử mi bỗng kích động bầu trời này có lần nói với long trục thiên về bầu trời đêm ở mặt bắc cô đã từng nói với một giọng khao khát được cùng anh ta đêm đêm nằm dưới trời đêm ngắm sao thật là một câu chuyện lãng mạn ai ngờ căn phòng này lại bày trí một bầu trời đêm đầy sao điều này không khỏi khiến cho cô vô cùng cảm động chẳng lẽ tất cả chỗ này đều là do long trục thiên bố trí sao chỉ có anh ta mới có thể bố trí căn phòng thế này mới nhớ rõ chính mình nằm dưới bầu trời đầy sao biến hóa này nè nhìn kia những ngôi sao kia đã biến đổi rồi nhìn như là một trận pháp vậy cô gái áo đen kêu lên dương tử mi cũng đã phát hiện ra những gì sao bỗng dưng chuyển động, chậm chậm di chuyển thay đổi vị trí. Đầu tiên là cửu cung bát quái trận đồ, cuối cùng biến thành một ngôi sao Năm cánh to lớn. Ở giữa ngôi sao đó xuất hiện lốc xoáy thái cực lưỡng nghi, đen xì, đang không ngừng xoay chuyển. Dương tử mi mờ mịt nhìn cơn lốc xoáy. Đột nhiên con mắt đen lại, mất đi tri giác. Này, này, tỉnh, tỉnh lại đi. Dương tử mi bị lay tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn là cô gái áo đen kia. Cô giật mình ngồi bật dậy, hoang mang nhìn bốn phía. Đây không phải là căn phòng lúc nãy, mà là tầng hầm có tám cái cửa tò dò ban đầu. Đã xảy ra cái chuyện gì? Chúng ta thoát ra đây từ lúc nào? Có phải cô đưa tôi ra đây không? Dương Tử mì hỏi cô gái áo đen. Tôi, tôi cũng không biết. Vừa rồi tôi cũng bị văng ra, té xỉu, tỉnh lại đã thấy mình ở đây rồi bên cạnh còn có cô. Cô gái áo đen nghi ngờ hỏi, không phải cô đưa tôi ra đây sao? Dương tự mì đưa tay sờ sờ cổ, thẻ bài gỗ đào vẫn còn. Liên y, liên y đâu rồi? Cô nhìn xung quanh, phát hiện không có thấy liên y đâu. Chương 1007 Cô có thấy liên y của tôi không? Dương tự mì bất an hỏi cô gái áo đen. Cô nói cái con tiểu hồ ly kia sao tôi không thấy rồi. Cô gái áo đen ngó nghiêng nhìn. Không chừng nó trốn đi đâu chơi rồi. Liên nghi, liên nghi. Dương tử mi lo lắng cất tiếng gọi, không có dám lớn tiếng sợ kinh động người phía trên. Cũng sợ lớn tiếng sẽ dẫn đến những kinh động khác. Với khả năng của Liên Nghi, chỉ cần nội trong cự ly 100 mét có thể nghe được tiếng gọi của cô. Nhưng mà đợi một lúc lâu sau, vẫn không có thấy Liên Nghi xuất hiện Chẳng lẽ nó còn trong căn phòng đó sao? Hay là đã gặp điều bất trắc rồi? Nghĩ đến đây, cô muốn quay lại tìm, nhưng cái cửa kia hoàn toàn đóng chặt. Không có tìm thấy cơ quan nào để đi vào. Giống như chỉ có cho phép người ta vào một lần, rồi đã bị vô hiệu quá mãi mãi. Đừng có tìm, con hồ ly đó của cô không phải là một con hồ ly tầm thường. Tuyệt đối không có gặp nguy hiểm đâu. Chúng ta đi tìm 12 cái tượng sống trong truyền thuyết kia thôi. Cô gái áo đen đứng một bên nói Không phải là hồ ly của cô Tất nhiên cô không có lo lắng rồi Ngay cả khi liên nghi Pháp lực cao cường Nhưng mà chỉ cần không nhìn thấy nó an toàn bên cạnh Lòng của Dương Tử My không thể an ổn Nhưng con đường đã bị chặn rồi Đành phải tìm một con đường khác Còn nữa Vừa rồi Vì sao mình lại nhìn thấy một lốc xoáy kia Rồi ngã ra bất tỉnh Sau đó tỉnh dậy đã ra bên ngoài Những nghi vấn này không được sáng tỏ khiến cho cô buồn bực đến phát điên. Bỗng nhiên bên ngoài thềm đá xanh vọng ra tiếng người. Dương Tử Mi và cô gái áo đen nhìn nhau, rồi mỗi người trốn vào một cái cửa tò dò. Dương Tử Mi đọc ẩn thân chú khiến cho toàn thân của cô trong trạng thái tàn hình. Thăm dò bên ngoài xuất hiện vài người từ trên đi xuống, ba nam và hai nữ, trong đó có một người mà Dương Tử Mi biết chính là thị trưởng thành phố A, thị trưởng lần này trong cổ mộ không có phát hiện tượng sống mà là phát hiện ra tượng sáp nhưng bên ngoài tuyên bố là tượng sống chuyện này nên làm thế nào đây trong số bọn họ một người mặc đồ khảo cổ thoạt nhìn là một người đàn ông trung niên e dè hỏi thị trưởng đến khi nào phong tỏa cái chỗ này ắt sẽ không có ai biết được chân tướng thị trưởng khó chịu hỏi hắn cổ mộ này chừng đó cái cửa tò vò lớn như thế này Ngoài 12 cái tượng sáp, các ông không còn tìm thấy cái đồ vật nào có giá trị hơn sao? Thị trưởng, trước mắt không có cách nào để chinh phục được các cái cửa khác. Thật sự là chúng tôi bất lực. Ngôi mộ cổ này không giống những ngôi bình thường chút nào. Hơn nữa, không có nắm được kết cấu, lại có phần hơi kỳ dị. Nếu là cổ mộ bình thường, cần đến các chuyên gia của các ông ra tay sao? Cơm gạo của quốc gia đều đem nuôi các ông. Mục đích để giải quyết mọi vấn đề khó khăn này. Thị trưởng quát lớn, các chuyên gia nhanh chóng gật đầu đồng ý. 12 bức tượng sáp Điều đó có nghĩa không chỉ có hai bức tượng sáp của Long Trục Thiên và cô, cũng chính là 12 cái tượng sống mà Hạ Mụi đã nói. Thì ra không phải là tượng sống. Tin tức này rốt cuộc làm thế nào mà truyền ra ngoài được. Dương Tử Mi đang nghi hoặc, mấy người kia tiến vào một cái cửa khác liền im lặng đi theo. Cái cửa này chính là cửa tử, cô và cô gái áo đen đều đã phán đoán sai. Mấy người kia bật đèn pin, cẩn thận đi vào đường hầm. Đường hầm này cũng là bậc thềm đá, tương đối dễ đi. Ước chừng được 10 mét thì tiến vào một tầng hầm. 12 cái tượng thân mặc áo giáp là các tư thế khác nhau của các võ sĩ được bố trí trong căn phòng. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên khẩn trương, giống như là kỵ binh trên chiến trường Kim Hoa. Chương 1008 Tốt, mặc dù không phải là tượng sống, nhưng những cái bức tượng sáp này đều rất có giá trị. Thị trưởng đi chung quanh 12 võ sĩ áo giáp gật đầu nói Đúng vậy, những bức tượng sáp này có tính chất nghệ thuật rất cao, tạo hình rất là chân thực, tinh tế sống động, áo giáp đang mặc, chí ít cũng đã 2.000 năm lịch sử rồi bất luận là nhìn từ góc độ nào tính khảo cổ đều rất cao chuyên gia đứng bên cạnh dỗ dàng phụ đạo nói nếu là tượng sống được chôn cất hai nghìn năm thì tính khảo cổ lại càng cao nhưng như vậy cũng tốt không thể công bố sự thật trước đây dù sao cũng chỉ là lời đồn thôi không có sổ sách chính thức công bố thị trưởng gật đầu nói cảm ơn thị trưởng đã hiểu cho vẻ mặt của chuyên gia như trút được gánh nặng Dương Tử Mi lúc này đang tàn hình, tự do quan sát những cái bức tượng sáp. Những bức tượng sáp này, gần nửa khuôn mặt đều đã bị che bởi mũ giáp. Cô muốn nhìn rõ khuôn mặt của họ cũng không có cách nào. Ngày đó Hạ Mũi nói, trên ngực của bọn họ đều có một cái lỗ quả là không sai. 12 tượng sáp này trước ngực áo giáp đều lõm xuống một cái hình hoa văn. Mà hình hoa văn này chính là hoa văn trên thẻ bài gỗ đào. Đoán chừng cũng giống những nơi khác, in mặt sau của thẻ bài gỗ đào sẽ xuất hiện một cơ quan. Hiện tại, đang có người ở đây, cô tạm thời không có muốn thử. Đành đợi mấy cái người đó đi ra đã. Khoảng 20 phút sau, mấy người bọn họ cũng đã rời đi. Dương Tử mi nhanh chóng lấy thẻ bài gỗ đào ra, đặt lên trên ngực của một bức tượng sáp, sau đó nôn nóng chờ đợi. Nhưng mà đợi một lúc lâu vẫn không có xuất hiện động tĩnh gì. Cô lấy thẻ bài ra, nhìn kỹ vết lõm trên người của tượng sáp phát hiện qua văn mờ mờ lẽ nào phải là nồi nào ấp dung nấy thẻ bài gỗ đào chắc chắn phải căn cứ vào hoa văn tương đồng mới có hiệu quả dương tử mì tỉ mỉ tìm kiếm cuối cùng tìm được một cái tượng sáp có hoa văn trên ngực trùng với thẻ bài cô vui mừng lại gần đặt thẻ bài lên chờ đợi thẻ bài quả nhiên đã phát ra ánh sáng tượng sáp đột nhiên chuyển động Dương Tử Mi nhìn không chớp mắt, nhìn xem rốt cuộc sẽ xảy ra cái điều gì kỳ lạ. Ai ngờ tượng sáp kia bỗng gục xuống, quỳ ngay trước mặt của cô, ánh sáng trên thẻ bài gỗ đào dục tắt, nhưng mà tư thế của tượng sáp vẫn đứng nghiêng. Thế thôi sao? Dương Tử Mi vô cùng hoang mang, dạo quanh cái tượng sáp một vòng, không có tìm thấy một nơi nào đặc biệt khác. Cô buồn bực lấy thẻ bài trên người của tượng sáp xuống. Thẻ bài vừa lấy ra, tự nhiên tượng sáp lại cử động, khôi phục lại tư thế đứng thẳng như ban đầu. Chẳng lẽ thẻ bài này chỉ có tác dụng khiến cho tượng sáp quỳ xuống? Cô lấy một thẻ bài khác ra, tìm đến một bức tượng sáp tương ứng, kết quả giận giống nhau. Không có nghĩa là gì cả. Dương Tử Mi không phát hiện được gì, liền đi ra ngoài, tiếp tục đi tìm Liên Nghi. Cô gái áo đen kia vừa rồi đi vào trong một cửa động khác, đến bây giờ vẫn chưa có ra không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Với tính cách của cô ta, không chừng thấy đám chuyên gia thị trưởng kia thì cũng đi theo để mà xem tượng sống rồi. Cô không nhìn được, bèn đi vào cửa động cô gái áo đen vừa trốn. Cô phát hiện cũng là bậc thềm đá xanh, cửa động giống với những cái khác. Chuyên gia kia vừa nói, ngoại trừ phát hiện ra cửa động dẫn đến 12 tượng sáp, thì những cửa động khác đến nay vẫn không có cách nào mà thăm dò được vẫn còn rất nhiều trở ngại. Không biết trong này sẽ có trở ngại gì. Dương Tử Mi cẩn thận bước lên cái thềm đá xanh đi vào bên trong. Chương 1009 Dấu tích ngôi mộ cổ Đường hầm này không giống như những đường hầm khác. Đường đi vào bên trong càng lúc càng hẹp. Đến cuối cùng một người cũng không có đi nổi. Trừ phi là phải nằm xuống trường vào bên trong. Này, dương tử mi nói giọng vào bên trong có người nào đó ở bên trong có đúng không cô không biết cô gái áo đen kia là gì đành phải gọi người nào đó cô dùng nội lực để mà gọi không cần lớn tiếng nhưng âm thanh truyền đi rất xa tôi ở trong này lát sau có tiếng khàn khàn của cô gái áo đen gọi đến lát sau thấy cô ta chui từ đầu phía bên kia ra đường hầm cô có cách nào để co xương lại không trong đây rất hẹp không có co được xương hay cô đừng có vào nữa bị mắc kẹt tôi không có chịu trách nhiệm được đâu lẽ nào cô có thể sao dương tử mi đổ mồ hôi hầu hết người trộm mộ đều có thể làm được đây là tuyệt kỹ tổ sư khẩu truyền cho đời sau cô gái áo đen trả lời bên trong có cái gì dương tử mi không có thể rút ngắn xương đành phải hỏi cô ta chỉ tìm thấy cái thứ này thôi Cô gái áo đen cầm một đồ vật dương tới cho cô xem. Dương Tử Mi vừa thấy, cái thứ này ngoại hình rõ ràng rất giống với tháp sắt nhỏ của cô. Lại là một thứ phỏng theo y hệt đồ vật của cô sao? Có thấy liên nghi của tôi không? Không có, nhưng có một bức chân dung của cô là bức tranh cô ngồi dưới tán cây luyện công. Lần này không có mặc quần áo cổ đại, tóc cũng xanh, khả năng chính là vẻ cô. Cô gái áo đen nhiệt tình đáp hả dương tử mi kinh ngạc cô rất muốn xem nhưng mà đường hầm này không có thể chui qua được cuối cùng chỉ có thể giống như lời của cô gái áo đen bị mắc kẹt lại nhưng cô thật sự rất muốn nhìn bức tranh tôi muốn đi vào cô xem còn cách nào khác hay là không dương tử mi kêu lên dục cô gái áo đen còn có cách nào trừ phi cô làm giống tôi biết cách con người lại thôi làm ơn dạy tôi đi dương tử mi nói với cô gái áo đen nè cô xem xúc cốt pháp là cái gì có thể nhanh chóng học được sao bà cô này học hơn 10 năm mới học được hơn nữa phải chu vô số cái động mới luyện thành đó cô gái áo đen phì cười thử xem xem cô dạy tôi một chút thôi tôi có thể học được hay không là chuyện của tôi dương tử mi rút từ trong tay trữ giật ra một cái viên kim cương lớn đây viên kim cương này là học phí. Ôi trời, cô tưởng rằng có một viên kim cương có thể mua chuột được tôi sao? Tôi đây chưa từng nhìn thấy kim cương sao? Cô gái áo đen giọng khinh thường nói. Vậy thì thế này, cho cô một mảnh tuyết liên một nghìn năm. Dương Tử mi lại lấy trong nhẫn trữ vật ra một cái mảnh tuyết liên một nghìn năm. Cái này là vật báo vô giá, nếu không phải gì quá cấp bách, muốn xem cái bức tranh kia cô sẽ không có cam tâm lấy ra rồi. Cô gái áo đen tìm qua không biết bao nhiêu ngôi mộ, xem chừng vàng bạc châu báu không có thể dụ dỗ cô ta, nên đành phải lôi tuyết liên ngàn năm ra. Hương của tuyết liên nhanh chóng tỏa ra, lọt vào cái lỗ mũi cô gái áo đen, khiến tinh thần cô ta sảng khoái, phấn chấn. Tôi nói mà, đúng là có qua tuyết liên nghìn năm. Mau, đưa tôi đi, tôi dạy cho cô kỹ xảo co xương, học không được là chuyện của cô nha cô gái áo đen kêu lên dương tử mi mỉm cười xem ra tuyết liên có sức mê hoặc là đúng rồi cô gái áo đen nói cho cô khẩu quyết và xúc cốt pháp dương tử mi nhận thấy cũng không có phức tạp hơn nữa cô cũng đã tu luyện nội công cho nên nhất định có chỗ thông liền dẫn khí dựa vào khẩu quyết xúc cốt chỉ lặp đi lặp lại ba lần cô cảm giác được thân thể đã thật sự trở nên bé nhỏ đi. Chương 1010 Dấu tích ngôi mộ cổ Thấy người Dương Tử My thật sự đã bé lại, cô gái áo đen nhịn không được hô lên. Ồ, tôi nói mà, nhà đầu cô đúng là có thể học được. Chẳng lẽ cô chính là kỳ tài võ học trong truyền thuyết sao? Dương Tử My mỉm cười. Nếu là học võ, chỉ cần cô học á, thì có thể học rất nhanh, có lẽ chính sư phụ cô đã nói đó là thiên phú trời ban thu mình vẫn chưa có đủ nhỏ cô lại tiếp tục làm mấy lần thu thân hình nhỏ lại một chút như đứa bé nhìn thấy thân hình thu nhỏ của mình dương tử mi bỗng nhiên nhớ lại thân hình được hồi sinh lúc năm tuổi của mình cái cảm giác đó như trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn đang xen khiến cho cô đã lâu lắm rồi không có thể tin được đó là sự thật Ôi mẹ ơi nha đầu cô sao có thể thu nhỏ còn giỏi hơn tôi nữa hả thật là quan đường sớm biết vậy không có dạy cho cô rồi cô gái áo đen nói thầm tôi mà nhận cái viên kim cương vừa nãy đã có phải là lỗ to rồi không dương tử mi không có để ý tới cô ta nhanh chóng trượt vào đứng trước cô gái áo đen đã khôi phục lại thân hình ban đầu dương tử mi cảm thấy mình thật nhỏ bé cô gái áo đen nhìn cô cười lớn giơ chân lên dễ dàng xảo. Cô có tin là tôi chỉ cần một đạp thôi là cô sẽ bị bẹp dí không? Nếu cô dám thì làm thử đi, tôi chỉ dùng có một ngón tay cũng có thể bóp chết cô. Dương tự mi khinh thường hư lạnh nói. <laughs> cô gái áo đen cười giả hoạt khiến cho Dương Tử mi hơi khó chịu. Nhưng mà lúc này cô không có thời gian nghi ngờ nụ cười của cô ta mà nhanh chóng đi tìm bức chân dùng đó. Quả nhiên trên tường là một bức chân dung vẽ cô. Mái tóc dài xanh lam, được cột lại bằng sợi dây mà tuyết hồ tặng, khoanh chân nhắm mắt ngồi luyện công. Mà tán cây phía trên cũng là cái cây ở nhà cô, bốn phía bày tụ lên trận. Rốt cuộc, chuyện này là như thế nào chứ? Là ai vẽ? Bức tranh này có vẻ cũng đã khá lâu đời, phong cách là từ thời Tần Hán. Kỳ lạ thật, nếu tôi không phải là người vô thần, tôi đã tin cô là yêu quái hồi sinh rồi nơi này chính là hang động của cô cô gái áo đen đứng một bên lắc đầu nói đây là một chuyện tôi không có thể nào tưởng tượng nổi dương tử mi không có nói gì sau khi hồi sinh cô gặp không có biết bao nhiêu chuyện ma quái mỗi lần gặp phải những cái chuyện kỳ quái lại thấy quen rồi nhưng mà chỗ này khiến cho cô liên tục cảm thấy kinh ngạc rất nhiều điều khiến cho cô hoang mang không có nghĩ ra điều khiến cho cô hoang mang nhất chính là cổ mộ này đã tồn tại như thế nào cô và long trục thiên rốt cuộc ở trong đó với vai trò là gì đây có phải là tiểu hồ ly của cô không cô gái áo đen chỉ vào tiểu bạch đang ngồi trên tán cây hỏi dương tử mi nhìn kỹ đôi mắt lại đỏ đây không phải là liên y mà là tuyết hồ ngày trước tuyết hồ thường ngồi như vậy ở trên cành xem cô luyện công sau đó đưa ra lời khuyên. Nhưng cô nhìn lại, chính mình trên bức tranh, trên đầu khói trắng phản phất. Đó không phải là trình độ tu luyện của tuyết hồ trước đây, cũng không phải là cảnh giới hiện tại của bản thân đạt được. Chẳng lẽ bức tranh về tương lai, tuyết hồ cuối cùng cũng đã quay lại sao? Dương Tử mì nhìn hình ảnh tuyết hồ càng thấy nhớ nó. Cô có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc cô là ai không? Cô gái áo đen nhìn sắc mặt thay đổi phức tạp của cô, nhíu mày hỏi. Cô cho rằng tôi có thể nói thân phận của mình cho một người đến khuôn mặt của tôi cũng chưa hề thấy sao? Dương Tử Mi hờ hững hỏi. Đúng là không thể không có lòng cảnh giác trước người lạ, tôi cũng không có thể nói cho cô biết tôi là ai. Cô gái áo đen rõ ràng không có để tâm cười đáp. Cũng không biết cô ta rộng lượng hay là đang giả dờ rộng lượng nữa. Chương 1011. Dấu tích ngôi mộ cổ. Căn phòng này ngoài bức tranh cũng không có tìm thấy một cơ quan nào. Ra ngoài thôi, tôi muốn đi tìm những cái nơi khác xem có phát hiện gì mới không." Dương Tử My nói với cô gái áo đen. Cô gái áo đen nhìn bức tranh. "Nè, cô để lại cái bức tranh ở đây á, cô có an toàn không? Cửa hầm này mặc dù nhỏ, trước mắt những người kia không có thể vào được." nhưng mà họ có thể tìm mọi cách khác để khám phá vào bên trong. đến lúc họ phát hiện người trong bức tranh là cô á, nếu họ biết được cô, cô đoán xem mình có gặp phiền toái không? một câu này của cô ta làm dương tử my bừng tỉnh. tại thành phố a có rất nhiều người biết đến cô. để bức tranh ở đây nhất định sẽ dẫn đến phiền toái cho cô. cô không có thể để người khác thấy bức tranh này được. nhưng mà cô cũng không có muốn phá hủy bức tranh xem ra chỉ còn cách che đậy bức tranh này thôi. Cô nói với cô gái áo đen chui ra trước, sau đó vẽ bùa làm cho bức tranh tàn hình. Mắt thường không có thấy được bức tranh trên tường. Đề phòng là trên hết, bên ngoài cửa hầm cô còn bày bố trận pháp, khiến cho người ngoài không có thể đi vào bên trong. Tuy nhiên, với những người có pháp lực cao cường thì lại khác. Mà nếu là người có đạo pháp cao minh thì phải cùng đẳng cấp với cô hoặc là phải cao hơn nếu không thì cho dù là biết giải trần pháp cũng vô dụng chỉ có thể đứng đó mà nhìn thôi ra khỏi đường hầm cô liền thấy cô gái áo đen kia đã trở lại nguyên hình còn mình vẫn trong trạng thái xúc cốt tại sao tôi không có biến trở lại bình thường có phải còn có khẩu quyết để giải trừ cái trạng thái xúc cốt không dương tử mi dự cảm không tốt hỏi cô gái áo đen kia cười gian xảo Đúng vậy, xúc cốt pháp của tôi không giống với xúc cốt pháp khác. Xương cốt nếu đã co lại sẽ lập tức cố định. Không có khẩu quyết của tôi, cô mãi mãi sống với hình dạng bé nhỏ này. Dương tự mì đổ mồ hôi. Mau, nói cho tôi pháp quyết trở lại như cũ đi. Tôi không có nói đâu, trừ phi cô cho tôi biết cô là ai. Cô gái áo đen, ánh mắt giả hoạt. Tôi dạy cho cô tuyệt kỹ sư phụ tôi để lại, còn cô nói cho tôi biết thân phận thật của cô. Tôi thấy cái vụ giao dịch này á, vô cùng hợp lý. Dương Tử My nhìn cô ta. Cô ta đã biết mặt của cô. Nếu thật sự muốn, sớm muộn gì, cô ta cũng sẽ tìm được thân phận của cô. Nói cho cô ta biết cũng không sao. Dương Tử My của thành phố A. Dương Tử My nói cho cô ta biết tên của mình. Dương Tử My, một cái tên lạ, nhưng mà tôi nhớ rồi. Cô gái áo đen gật đầu. Nhưng tôi vẫn chưa có muốn nói ra khẩu quyết, trừ phi chúng ta ra khỏi đây an toàn. Nếu không thì tôi sợ tôi đã biết quá nhiều về cô sẽ bị cô giết người diệt khẩu sao? Dương Tử My chưa từng nghĩ muốn giết cô ta diệt khẩu. Ngay từ khi mà lần đầu nhìn thấy cô ta, Dương Tử My không cảm thấy cô ta muốn làm hại mình, cũng chưa từng đề phòng cô ta. Thôi kể, dù sao ở cái chỗ này, thân hình càng nhỏ lại càng dễ hành động, không phải là dùng xúc cốt pháp nhiều lần. Có lẽ lần đầu tu luyện xúc cốt pháp, cho nên người của cô giống như có ai đó dùng lực siết chặt lại, vô cùng khó chịu. Đợi đến khi mà thoát ra ngoài được, sẽ trở lại nguyên hình cũng không sao. Đi thôi, nhóc, lần này chúng ta sẽ đi vào bằng cửa này. Cô gái áo đen thấy cô không có một chút tức giận, bèn vui vẻ chỉ vào một cánh cửa nói. Dù sao, cô cũng là chủ nhân của ngôi mộ này, cảm giác đi với cô rất an toàn. Dương Tử Mi cảm thấy điên cái đầu, nhân lúc cô ta đi trước, liền lấy chiếc gương chiếu hồn phát ra, chiếu lên người cô ta. Chương 1012 Trong gương xuất hiện một linh hồ nửa người nửa cáo, dọa cho Dương Tử Mi sợ chết khiếp. Vừa định nhìn rõ hơn thì cô gái áo đen như là cảm giác được điều gì quay lại phía sau. Dương Tử Mi nhanh chóng cất gương vào. Có phải cô vừa lấy gương để mà chiếu tô sao? Cô ta vẻ mặt nghiêm trọng, hai con mắt màu nâu nhìn chăm chăm vào Dương Tử Mi, giọng nguy hiếp. Cô làm như vậy đúng là vô lễ. Nếu cô còn dám làm vậy một lần nữa, có chết tôi cũng không có nói cho cô cẩu quyết quá giải, để cho cô mãi mãi sống trong cái hình dạng nhỏ bé như thế. Dương Tử Mi hơi xấu hổ đúng là không có được làm vậy, xem trộm linh hồn của người khác là một việc vô lễ. Cô không còn gì để nói. Nhưng mà cô vô cùng quan mang, tại sao linh hồn cô gái này lại là nửa người nửa cáo? Chẳng lẽ cô ta giống với tuyết hồ là yêu tinh quá người sao? Cô là người sao? Dương Tử Mi không nhìn được hỏi. Cô hỏi kỳ lạ, tôi không phải là người chẳng lẽ là quỷ. Có điều nhìn dáng vẻ của cô rất đáng nghi cô gái áo đen liếc mắt một cái để đề phòng dương tử mi lén chiếu gương vào cô lần này cô ta để cho dương tử mi đi trước còn mình đi theo sau nhìn dương tử mi dáng dấp như là một đứa trẻ đi phía trước cô suy nghĩ mãi không ra cái gương kia rốt cuộc là giấu ở đâu chứ theo lý mà nói thân hình cô đã ngắn lại giấu một cái gương như thế sẽ bị phát hiện thôi thật sự là kỳ quái còn nữa ánh mắt nghi hoặc của cô ta nhìn giống như một quái vật người ngoài hành tinh vậy lẽ nào cái gương kia có thể soi được những thứ không bình thường lúc trước nghe cô ta nói gương kia có thể chiếu được hồn phách chẳng lẽ linh hồn của cô rất xấu xí cho nên cô ta mới kinh ngạc như vậy cô gái áo đen bỗng nhiên cũng tò mò để gương kia chiếu vào mình rốt cuộc sẽ nhìn thấy cái gì cuối cùng cô không có thể kềm chế được sự tò mò hỏi dương tử my gương kia của cô không có thể chiếu được hồn phách hay là gương chiếu cốt của Tần thủy hoàng mang ra xoay xương cốt cho tôi đi xoay xương cốt thì không thể nhưng có thể xoay được linh hồn nếu cô muốn chúng ta có thể chiếu thử rất vui đấy thấy cô ta bỗng nhiên quan tâm đến chiếc gương dương tử my vui vẻ dụ dỗ cô hoàn toàn không có lừa tôi chứ tôi dám lừa cô sao dương tử my nói tôi còn sợ mãi mãi không có thể trở về bình thường. Nhưng mà nếu cô không có âm dương nhãn, cô không có thể thấy được chính mình trong gương. Âm dương nhãn hả? Sao? Tôi luôn không tin là có quỷ hồn, cũng không tin là âm dương nhãn cái gì đó. Cô gái áo đen khinh thường nói, Vậy cô mới không có nhìn thấy mình trong gương? Dương tử mì lôi ra cái gương. Đây, cô tự soi đi. Cô gái áo đen cầm lấy chiếc gương, chân chừ một lúc, cuối cùng không có kìm nổi tò mò đưa gương lên soi. Quả nhiên, trong gương bốn phía là đồ vật, không có cô trong đó. Dương Tử Mi đang trong trạng thái bị co ngắn, thân hình thấp bé, không có thể nhìn được trong gương. Chỉ có thể lặng lẽ đứng đằng sau cô ta nhảy lên để xem. Nhưng mà còn chưa có kịp nhìn thấy cái gì, cô gái áo đen liền cầm gương soi vào cô. Quái lạ, sao cô soi được mà tôi thì lại không có nhìn thấy gì cả? Cô gái áo đen hoang mang nhìn Dương Tử Mi trong gương, lại cầm lên soi vào mình. Lần này Dương Tử Mi không có thể bỏ lỡ được. Cô lập tức rút ra một cuộn dây thép, kéo cơ thể lên, nhìn vào chiếc gương. Chương 1013 Trong gương hiện ra một linh hồn giống hệt với linh hồn vừa nãy, mặt người thân hồ ly. Vẫn chưa có thấy rõ được mặt người trong đó thì cô gái áo đen đã hạ chiếc gương xuống, vẻ mặt không vui hỏi cô. Cái gương của cô rốt cuộc bị cái gì vậy? Tại sao mà không soi được tôi? Không phải là không soi được cô, mà là cô không có thể nhìn thấy linh hồn của mình thôi. Dương Tử Mi lấy lại chiếc gương. Tôi đã nói rồi, trừ phi cô có âm dương nhãn, không thì không có thể nhìn thấy gì. Thật là, tôi phải làm thế nào mới có thể nhìn được bản chất của cô trong gương chứ? chẳng lẽ khi mà soi đến cô, cái gương này trở về gương bình thường? Cô gái áo đen khó chịu hỏi, bởi vì tôi là chủ nhân của cái gương, tất nhiên phải khác với cô rồi. Dương Tử Mi nói dối, rồi cắt cái gương vào trong vòng tay trữ vật. Vậy cô có âm dương nhãn sao? Ờ, à, Dương Tử Mi gật đầu. Được rồi, vậy cô nói đi, hồn phách của tôi trông thế nào? Có phải là rất khó nhìn không? Không, không phải mới lạ, cô vừa rồi kinh hãi nhìn tôi mà. Cô gái áo đen đưa đôi mắt sắc bén nhìn Dương Tử Mi, muốn tìm kiếm một nét gì đó trên khuôn mặt của cô. Bởi vì tôi nhìn thấy cô chính là yêu quái, hồn phách của cô nửa người nửa hồ ly. Dương Tử Mi nói sự thật. Cô, cô nói nửa người nửa hồ ly hả? Cô gái áo đen nói với vẻ bình thường. Đừng tưởng rằng cô nuôi hồ ly là có thể đem người khác ra nói là hồ ly tôi cũng có cha mẹ sinh ra cha mẹ của tôi đều là người bình thường không phải là người với thú như trong thần thoại đâu tôi chỉ nói vậy thôi tin hay không là tùy cô dương tử mi mỉm cười thảo nào cô không có thể dùng thiên nhãn để mà thấy rõ cô ta thì ra là bởi vì cô ta không hoàn toàn là người nói bậy cô gái áo đen hừ lạnh lên một tiếng cảm giác như dương tử mi đang lừa cô ta hai người tiếp tục đi về phía trước đi một đoạn thì bỗng nhiên không còn đường phía trước ở phía trước có một cái cửa đá to lớn chặn ngang cô gái áo đen dùng tay đẩy nhưng mà cửa đá kia vẫn bất động cô sờ lên mặt đá sau đó quay lại nói với dương tử mi lại là cơ quan cần thẻ bài gỗ đào của cô rồi lại đây mở đi cơ quan ở trong đây thật chẳng có một chút thú vị gì thẻ bài gỗ đào của cô như là một cái chìa khóa, cái gì cũng mở được. Dương Tử Mi lấy thẻ bài gỗ đào ra, đặt vào chỗ lõm cánh cửa. Thẻ bài đặt vào, ánh sáng phát ra, cửa đá chậm chậm mở ra. Cô gái áo đen đi vào. Dương Tử Mi gỡ thẻ bài ra rồi cũng đi vào. Cánh cửa đá đóng lại sau lưng của họ. Hai người không có lo lắng đường thoát, dù sao chỉ cần có thẻ bài gỗ đào trong tay ắt là sẽ tìm thấy đường ra. Hai người tiến vào một tầng hầm khác. Tầng hầm này lại có một bức tranh. Trong bức tranh, một người mặc đồ quần áo xanh lam, tay cầm phất trần, khuôn mặt từ ái, mái tóc màu trắng, một dáng vẻ tiên nhân đạo lão, dương tử mi kích động thì thào gọi. Sư phụ! Sư phụ sao? Nghe tiếng của dương tử mi, cô gái áo đen ngạc nhiên nhìn cô cẩn thận xem bức tranh đột nhiên nói Tôi đã gặp qua cái vị đạo sĩ này rồi. Dương Tử My căng thẳng, dỗ dàng hỏi Cô gặp ở đâu? Khi nào? Mười năm trước, ông ta đến thăm sư phụ của tôi hình như là đạo trưởng Ngọc Thanh có đúng không? Cô gái áo đen nhìn Dương Tử My hỏi Dương Tử My gật đầu Cô không ngờ sư phụ của mình và sư phụ cô gái áo đen kia lại là đạo hữu sao? Thế giới này đúng là nhỏ bé quá rồi. Chương 1014 Dấu tích ngôi mộ cổ Sư phụ của cô là ai? Dương Tử My xúc động hỏi. Chỉ cần vật hay là người có liên quan đến sư phụ, cô đều có thể cảm nhận thân thiết. Bởi vậy, đối với cô gái áo đen, cô lại càng thấy thân thiết hơn. Sư phụ của tôi cũng không phải là đại danh nhân, nhưng mà ông ấy bị người thường khinh thường chỉ bởi vì đi trộm mộ tuy nhiên trong mắt của tôi ông ấy vẫn là một người vĩ đại cuộc đời của tôi người tôi thân thiết kính trọng nhất chính là sư phụ cô gái áo đen nhắc đến sư phụ đôi mắt màu nâu chứa đầy tình cảm xúc động khiến dương tử mi nghĩ đến chính mình cô nhìn cái bức tranh trên tường nghẹn ngào trả lời tôi cũng vậy trong cuộc đời này người thân thiết với cô nhất không phải là cha mẹ mà là sư phụ, sư phụ đã quan giúp cô hồi sinh để cho cô ngày hôm nay đứng ở đây. Cô có biết 10 năm trước sư phụ của tôi tìm sư phụ cô để làm gì không?" Dương Tử Mi hỏi. Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu họ nói cái gì, chỉ là nghe thấy cổ mộ châu Tây cái gì đó, hình như đang nghiên cứu một ngôi mộ cổ vô cùng thần bí. Lúc đó tôi có nghe được sư phụ của cô mời sư phụ tôi đi tìm mộ nhưng đã bị ông ta từ chối. Sư phụ của tôi có vẻ kiên dè dạ ngôi châu tây kia, nhất quyết không đi, còn lấy tôi ra để làm cái cớ nói là không có muốn để lại đệ tử lẻ loi hiu quạnh, cũng không có muốn gặp nguy hiểm bất trắc. Sư phụ cô nghe vậy cũng xoa đầu rồi rời đi. Nghe nhắc đến cổ mộ châu tây, tim của Dương Tử Mi thắt lại. Thì ra sư phụ vẫn muốn quay lại châu tây để khám phá ngôi mộ cổ mà sư phụ của cô gái trước kia cũng đã đi vào nhưng bởi vì sợ hãi không có muốn vào lại sư phụ cô còn sống không dương tử mi hỏi cô gái áo đen ánh mắt ảm đạm bi thương sư phụ của tôi đã mất tích từ hai tháng trước rồi không có sư phụ tôi như là đứa trẻ không có mẹ vậy đối với điều này dương tử mi cũng đồng cảm sư phụ không còn cô cảm thấy chính mình không có còn sáng suốt như trước giống như người què không có gậy sư phụ của tôi cũng đã bị mất tích dương tử mi ảm đạm nói chúng ta đúng là cùng một hoàn cảnh chẳng trách nhìn cô tôi lại có cảm giác thân thiết cô gái áo đen nhìn cô cô nói sư phụ của chúng ta phải cố ý mất tích giấu chúng ta lặng lẽ tới châu tây để tìm cổ mộ rồi không dương tử mi lắc đầu tôi không có biết sư phụ cô nhưng mà nguyên nhân sư phụ mất tích chắc chắn không phải là vậy mà là vì một nguyên nhân rất kỳ dị trước đây vài ngày tôi vẫn còn nhìn thấy ông ấy thì ra là vậy tôi vẫn nhớ mang máng lời mời cùng đi tìm ngôi mộ cổ muốn tìm xem sư phụ có ở đó không nhưng mà xem ra cô hẳn là không có muốn đi rồi cô gái áo đen có một chút thất vọng nói tôi khẳng định rất muốn đến châu tây nhưng mà không phải là đi cùng với cô dương tử mi trả lời quỷ hẹp hòi cái gì mà không đi cùng tôi chỉ có những người có kinh nghiệm phong phú về trộm mộ như tôi mới có thể tìm ra được các cơ quan các kỳ môn trận pháp trong cổ mộ bằng không á ngày hôm đó sư phụ của cô đã không có trăm phương ngàn kế đến tìm sư phụ tôi không có sư phụ tôi ông ta sẽ bất thành không có tôi cô cũng sẽ bất thành cô gái áo đen hư mạnh một tiếng dương tử mi không nói cô nhìn bức tranh nhìn chân dung của sư phụ trên tường suy nghĩ cổ mộ này có cả chân dung của sư phụ quả thật do mình mà làm ra sao lẽ nào chính mình là chủ nhân ở chỗ này lại có thể là cô đã chết và được an tán ở chỗ này sao nhưng mà chỗ này lại có dấu vết của mấy ngàn năm lịch sử rồi chính mình đã hồi sinh vài lần cũng không có đến mức thế này chứ nè xem qua chỗ này đi Cô gái áo đen chỉ vào bức tranh chỗ cây phất trần vui mừng nói. Cơ quan ở chỗ này. Quả nhiên trên đó có hoa văn của thẻ bài gỗ đào. Cô lấy thẻ bài gỗ đào ra đặt lên đó. Chương 1015 Dấu tích ngôi mộ cổ Thẻ bài gỗ đào phát sáng nhưng bức tranh không có mở ra hai bên mà lật sang mặt kia của bức tường đá. Đó tôi nói mà quay lại kia có thể thấy căn phòng đầy sao rồi cô gái áo đen kêu to một tiếng lúc này có một đám bóng trắng nhanh chóng bay giọt ra miệng phát ra thành ai quán muốn nhảy vào bên trong lòng của dương tử my cô phát hiện có một bóng trắng lớn hơn liền giật mình liên y dương tử my mừng rỡ dang tay ra ôm lấy liên y xúc động cọ má vào bộ lông của nó liên y quả nhiên đã bị kẹt ở chỗ này may mà cô tìm đến được đây bằng không nó sợ đến nhường nào chứ dương tử mi xoa đầu của liên nghi ái nái nhìn nó xúc động xin lỗi liên nghi bây giờ mới tìm thấy mày đó liên nghi đưa đôi mắt ngước nhìn cô đưa đôi móng vuốt sờ vào mặt của cô lo lắng nhìn dương tử mi không hiểu tại sao cô lại trở nên nhỏ bé như vậy mấy ngày nay ngày nào cũng ở cùng với liên nghi dương tử mi giao tiếp với nó bằng hành động cơ bản hiểu được đối phương muốn nói cái gì liên y biết thuật độc tâm cũng biết dương tử mi đang nghĩ cái gì dương tử mi có thể hiểu đại khái qua ánh mắt của nó thấy nó lo lắng cho mình dương tử mi cười giải thích không có cần phải lo lắng đâu đây là do xúc cốt pháp chỉ cần cô ta nói cho tao khẩu quyết trở lại nguyên hình tao sẽ trở về bình thường thôi thì ra là vậy liên y hiểu ra gật gật đầu mặt đầy vui vẻ một người một hồ ly lại ôm nhau thấy thân hình nhỏ bé của dương tử mi ôm một con tiểu hồ ly đáng yêu cô gái áo đen cảm thấy trước mắt là một cảnh vô cùng thú vị cô ta lấy trong ba lô ra cái máy ảnh chụp lại hình ảnh của dương tử mi và liên y ô trời một bức ảnh đẹp rất là đáng yêu cô gái áo đen cầm tấm hình nói với dương tử mi dương tử mi nhận lấy tấm hình thấy dáng của mình nhỏ bé và liên nghi cũng vui vẻ cất tấm hình vào trữ vật không để cho cô gái áo đen lấy đi cô gái này ảnh là do tôi chụp tại sao mà cô lại cướp mất như vậy chứ chẳng trách lão tử nói chỉ có phụ nữ và tiểu nhân khó dạy cô vừa là phụ nữ lại còn là một tiểu nhân đúng là không biết xấu hổ cô gái áo đen thấy cô lấy đi bức ảnh bèn mắn phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy lời này là do khổng tử nói không phải là lão tử hơn nữa cô cũng là phụ nữ cũng khó dạy như tôi cô chụp ảnh của tôi khi mà tôi chưa đồng ý là một hành vi xâm phạm đến chân dung người khác là vi phạm pháp luật đó tôi lấy lại tấm hình là điều đương nhiên thôi dương tử mi phản bác xâm phạm đến quyền của cô sao trái pháp luật hả sao cái này là cái gì chứ ngày ngày á tôi đều làm trái pháp luật cũng có ai đến bắt đầu chứ? cô gái áo đen khinh thường đáp vậy chỉ có thể khẳng định cô bị ổi hơn tôi rồi đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười đó dương tử mi cười nhạo cô gái áo đen nhất thời á khẩu không có thể đáp trả bèn cất giọng uy hiếp chọc bà đây khó chịu á bà đây khiến cho cô sống với cái dáng nhỏ bé này cả đời luôn đó Hứ, cô còn trở mặt uy hiếp tôi sao Dương Tử Mi khinh thường đáp trả. Nếu tôi mãi mãi nhỏ bé thế này, cô cũng không có được làm người đâu. Cô điên rồi. Cô gái áo đen giờ nắm đấm trước mặt của cô. Sẽ có một ngày cô sẽ biết tay của tôi, cứ đợi đấy. Được, tôi đang đợi đây. Dương Tử Mi nhướng mày. Chương 1016 Chúng ta còn phải ngắm sao nữa, lúc trước vẫn chưa có được nhìn rõ cô gái áo đen xoa tay trên mặt lõm xuống của thẻ bài gỗ đào nhảy mắt hỏi dương tử mi dương tử mi kỳ thật vẫn chưa có xem rõ lúc trước chú ý những ngôi sao chuyển động thành ngôi sao năm cánh sau đó lại bị lóc xoáy của thái cực lưỡng nghi mê hoặc rồi bất tỉnh lần này liệu có còn xảy ra cái chuyện như vậy không dương tử mi nhìn liên nghi lúc trước còn bị kẹt ở trong phòng này muốn hỏi nó trong đây đã xảy ra cái chuyện gì liền nghi lắc đầu ý bảo nó cũng bất tỉnh sau đó tỉnh lại thì không có thấy dương tử mi ở đây lần này để không có lạc mất liền nghi dương tử mi ôm chặt nó vào lòng lại đem cái thẻ bài gỗ đào đặt lên vết lõm trên mặt bàn thẻ bài lại phát sáng trần nhà biến thành một bầu trời đầy sao ánh sao lấp lánh chiếu xuống cô tiếp theo các vì sao chuyển động hợp thành ngôi sao năm cánh thật lớn khiến cho căn phòng càng lúc càng sáng rực ở trung tâm lóc xoáy thái cực lưỡng nghi đen sì dương tử mi niệm định tâm chú cố gắng để cho mình không có bị bầu trời sao làm cho mê hoặc cô gái áo đen khoanh chân ngồi xuống đất có lẽ cũng đang tiến hành pháp thuật định tâm trấn hồn lóc xoáy xoay tròn một hồi cuối cùng đã biến mất lại trở lại cái bầu trời sao lấp lánh những ngôi sao hết thảy tụ lại trên đỉnh khiến cho chiếc giường trở nên quyền ảo thơ mộng. Ồ, tuyệt đẹp! Dương Tử Mi thích thú, ôm liên y, nhảy lên giường, nằm trên đó. Nằm trên chiếc giường, ngắm bầu trời tinh tú đầy sao, thêm mơ mộng, càng thêm mỹ lệ, Dương Tử Mi mê mẩn như sai. Bỗng nhiên, các vì sao bắt đầu chuyển động, xếp thành ba từ I love you, sau đó lại biến mất, trở thành bầu trời tinh tú. Tôi nói mà, thật là lãng mạn, Cô gái ao đen thấy tất cả lại trở về bình lặng, bật dậy hỏi. Nhưng có điều tôi thật sự không hiểu sự thay đổi trên bầu trời này, tại sao lại khiến cho chúng ta bất tỉnh chứ? Thử lại một lần nữa xem. Cảm xúc của Dương Tử Mì bình thường trở lại lại đặt thẻ bài gỗ đào lên. Bầu trời sao lại xuất hiện, nhưng mà lần này hai người không có dùng định tâm chú nữa mà lại buông lỏng. Lọc xoáy xuất hiện như một cái lỗ đen nuốt đi suy nghĩ của họ khiến cho họ bất tỉnh. Mở mắt tỉnh lại, phản ứng của Dương Tử Mi là xem Liên Nghi có ở đây không. May quá, Liên Nghi vẫn ở trong lòng của cô, vẫn còn đang bất tỉnh. Cô ngồi dậy nhìn quanh bốn phía. Nơi này không phải là tầng hầm có tám cổng tò dò mà là một nơi khác. Ở đây, trên vách tường cũng là một bức tranh lớn. Bức tranh chính là bức ảnh vừa rồi cô gái áo đen chụp hình cho Liên Nghi quả thật giống y như đúc. Lại nhìn căn phòng này rất giống với căn phòng cô đã chuẩn bị cho Liên Y ở nhà. Một cái nồi nhỏ của Liên Y, cầu bập bên của Liên Y, quả bóng nhỏ của Liên Y. Lúc này Liên Y cũng đã tỉnh lại, mở mắt nhìn vào bức tranh thấy kinh ngạc. Sau đó nhảy lên một cái nồi, đưa qua đưa lại ở đó. Liên Y, tại sao như vậy chứ? Rốt cuộc ai đã đặt tất cả những cái thứ này ở đây? rồi sau đó bị dùi lấp hàng ngàn năm. Dương Tử Mi nhìn Liên Nghi, hy vọng nó thông minh sẽ cho cô đáp án. Chương 1017, cô gái áo đen. Liên Nghi không có thể trả lời câu hỏi của cô. Tất cả những điều này đều trở nên hư ảo, vượt qua cả phạm vi nhận thức của con người. Giống như lúc cô 28 tuổi đã bị đánh chết, nhưng mà lại hồi sinh trở lại lúc 5 tuổi bắt đầu một cuộc sống không có giống với người bình thường, cũng không có thể nào dùng lẽ thường để giải thích. Dương Tử Mi lấy tấm ảnh chụp ra so với bức tranh vẽ. Đúng là không một chút khác biệt. Thôi, bỏ đi. Cô không có muốn suy nghĩ những cái thứ này rốt cuộc là gì sao nữa, mà tin tưởng rằng sẽ có một ngày mình sẽ tìm ra manh mối, giờ cũng chưa dội. Cô bỗng cảm giác dường như thiếu một cái thứ gì đó. Quay lại nhìn phát hiện không thấy cô gái áo đen đâu hả cô ta đang ở đâu chẳng lẽ cô ta đã bị cuốn đến một chỗ khác rồi nhìn lại thân hình nhỏ bé của mình này cô cô đang ở đâu dương tử mi gọi to không ai trả lời cô Liên nghi cũng tỏ vẻ không có cảm giác cô gái áo đen đó đang ở đâu có thể cô ta đã bị cuốn đi đến một nơi khác rồi dương tử mi tìm đến cơ quan thể bài gỗ đào sau khi mở ra thì trở lại cái động có tám cửa tò dò cô gái áo đen cũng ở đó cô đã đi đâu cô gái áo đen vừa nhìn thấy họ liền vội vàng hỏi cô vẫn ở đây sao Dương Tử Mì nghi hoặc hỏi đúng rồi từ cái phòng sau bị cuốn ra đây sau khi mà tỉnh lại tôi thấy mình ở đây rồi cô không có ở đây lẽ nào không có trực tiếp ra đây mà bị đi vào một căn phòng khác sao Cô gái áo đen nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi gật đầu, dơ tấm ảnh chụp lên. Chúng tôi vừa mới bị cuốn vào một căn phòng có bức tranh giống hệt thế này, giống nhau như đúc luôn. Hả? Ảnh này không phải là tôi chụp cho cô sao? Sao mà lại ở trong đó? Cô gái áo đen cảm thấy khó tin hỏi. Tôi cũng đâu có biết vì sao bức ảnh chụp vừa rồi lại xuất hiện cái bức tranh đã mấy ngàn năm. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp mà có thứ gì đó chúng ta không có thể giải thích được dương tử mi suy tư đáp cô gái áo đen gật đầu tuy rằng tôi không có tin quỷ thần không tin số mệnh nhưng mà tôi tin tất cả nơi này đều có liên quan đến cô cô chính là chủ nhân của chỗ này ờ dương tử mi gật đầu chỉ tiếc cô là chủ nhân của chỗ này mà lại không biết tại sao trên thế giới này tồn tại một chỗ như thế này cô gái áo đen nhìn đồng hồ bốn giờ trời sắp sáng rồi, đến thời điểm khó tránh được cái đám cảnh vệ để thoát ra ngoài đó. Cô nói trước cho tôi biết cách để mà trở về hình dáng ban đầu đi. Dương Tử Mi lo lắng, cô ta đi ra ngoài liền thất lạc, cô cũng không có thể trong bộ dạng này mà trở về nhà được. Súc cốt pháp chỉ duy trì trong thời gian ngắn sẽ tự động khôi phục lại nguyên hình, căn bản không có khẩu quyết nào cả, chỉ là tôi gạt cô thôi, tôi không có rõ Tại sao mà cô vẫn duy trì hình dạng này? Chẳng lẽ rút lại quá nhiều cho nên có một vài xương cốt không thể trở lại được? Nghe cô gái áo đen nói, Dương Tử Mì muốn phát điên. Cô, nói thật chứ? Lừa cô tôi làm chó đó. Cô gái áo đen chớp mắt nói, chúng ta trong này xem như là cùng sinh cùng tử rồi, hoạn nạn có nhau, kết thân làm bạn, hơn nữa sư phụ của chúng ta lại là bạn cũ, tôi sao có thể lừa cô chứ? mặc dù cô ta đã nói, Dương Tử Mi vẫn có cảm giác cô ta đang nói dối. Để cô ta nói ra sự thật, Dương Tử Mi sử dụng khí âm sát bắn vào não cô ta. Bởi vì khí âm sát sẽ có tác dụng phụ với não người, cho nên Dương Tử Mi chỉ bắn vào giữa trán cô ta một chút. Ai ngờ tia âm sát giống như nam châm và bọt biển, hoàn toàn không có tác dụng với cô ta. Các bạn vừa nghe xong tập 83 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.